tự ý đăng ảnh người khác lên Facebook sẽ bị xử phạt 20 triệu đồng. Kể từ hôm nay, ngày 15 tháng 4, Nghị định 15 năm 2020 trên NDCB về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử sẽ chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý, khi Điều 101 của Nghị định 15 năm 2020 trên NDCB quy định rất cụ thể về biện pháp xử lý đối với các hành vi vi phạm quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội. Đây là quy định mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành nhằm thắt chặt việc quản lý đối với các hành vi vi phạm về thông tin trên không gian mạng. Theo đó, người thực hiện hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân trên mạng xã hội sẽ bị xử phạt với mức xử phạt là từ 10 đến 20 triệu đồng. Đây cũng là mức xử phạt vi phạm hành chính đối với người cung cấp chia sẻ thông tin cổ suý các hủ tục mê tín dị đoan, dâm ô đồi trụy không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Bên cạnh đó, hành vi cung cấp chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém giết, tai nạn kinh dị rùng rợn, các thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc sẽ đều bị xử lý với mức phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Với Điều 102 của Nghị định 15 năm 2020 trên NDCB, những người có hành vi lưu trữ thông tin cá nhân của người khác thu thập trên môi trường mạng vượt quá thời gian quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận giữa hai bên sẽ bị xử phạt với số tiền là từ 2 đến 5 triệu đồng. Bên cạnh đó, theo khoản 3 của Điều 102, hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân khác mà không được sự đồng thuận hoặc là sai mục đích theo quy định của pháp luật sẽ bị xử phạt với số tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Với quy định trên, việc đăng tải thông tin hình ảnh của người khác lên mạng xã hội khi không có sự đồng ý của chính chủ sẽ bị phạt nặng với mức phạt có thể lên tới 20 triệu đồng. Đây cũng là mức xử phạt đối với hành vi cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác hoặc để quảng cáo tuyên truyền cho các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bị cấm. Bên cạnh đó, việc cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin dịch vụ có nội dung đánh bạc hoặc là phục vụ đánh bạc, dâm ô, đồi trụy, mê tín dị đoan, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục sẽ bị xử phạt với số tiền từ 30 đến 50 triệu đồng.